Tôi có một số thay đổi trong bản di chúc lần trước. Đây là những điều khoản cần bổ sung. Anh xem qua giùm tôi. Thay đổi sao? Giám đốc Kiều Khanh mà tôi biết, hình như chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình. Bây giờ thì yên tâm rồi. Không những căn phòng này, mà còn những thứ khác nữa, cũng sẽ thuộc về em. Trời, sao còn chưa ngủ nữa? Làm cái gì mà mở mắt nhìn chằm chằm vậy hả? Ngậm cái miệng lại. Còn chưa ngủ nữa? Đọc hết rồi thì ngủ đi. Nhìn nó giống người trong tấm hình. Wow, bộ hôm nay nhà mình có tiệc gì đặc biệt hả mẹ? Hôm nay á, bà chủ đã làm bữa tiệc để cảm ơn con. Trong thời gian qua, con thay mặt bà chủ quán xuyến việc gia đình, rồi thay bà chủ chăm lo cho cậu Bình nữa. Còn coi á, có cả bánh kem cảm ơn nữa nè. Đó đâu phải khó khăn vậy mà sao chẳng thấy, vì cuộc sống đã...